Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời. Tôi ao ước rằng sau buổi nhóm hôm nay sẽ có nhiều cuộc đời sẽ được Chúa đụng chạm. Lời của Chúa sẽ nâng tầm thuộc linh của chúng ta lên mức độ cao hơn, để chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng không phải là một Đức Chúa Trời của tôn giáo, nhưng mà Ngài là một Đức Chúa Trời quyền năng, vượt trên tất cả mọi sức tưởng tượng và giới hạn con người của chúng ta. Alleluia, cảm ơn Chúa. Trong tuần vừa rồi thì cộng đồng mạng chúng ta cũng khá bất ngờ khi mà có thông tin là 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines đã bị bắt quả tang bởi vì cớ vận chuyển ma túy. Không biết rằng là vô tình hay cố ý, nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi, vài ngày, thì 4 người nữ tiếp viên này đã được thả ra. Điều này làm cho nhiều cái nghi vấn được đưa ra. Nhưng mà quý mài trẻ ơi, khi mà tôi nhìn thấy cái thông tin này, tôi liên tưởng đến cái sự việc có thật xảy ra vào năm 2011. Có một cô gái người Việt Nam tên là Nguyễn Thanh Ngọc Tuyết đã bị bắt ở tại Malaysia bởi vì cớ tội danh là buôn bán ma túy. Cô này đã vận chuyển 2kg ma túy đá tại sảnh đến của sân bay quốc tế Penang vào ngày 26 tháng 6 năm 2011. Nhưng mà cô gái 27 tuổi này nói rằng là cô chỉ vô tình nhận cái túi đó từ một người bạn tên là Trần Thanh Tâm tại sân bay và không biết bên trong đó có chứa gì. 6 tháng sau thì Tâm bị bắt, tức là cái người bạn đi cùng với cái cô gái này nè, bị bắt ở tại Việt Nam và lĩnh án là 8 năm tù tại Việt Nam vì buôn bán chất gây nghiện ma túy nguy hiểm. Và Tâm đã thú nhận rằng là đã đưa cái túi đó cho Ngọc Tuyết mà không nói cho bạn mình biết rằng là bên trong có ma túy. Vào tháng 7 năm 2012 thì tòa án tối cao tại thành phố Georgetown đã đưa ra quyết định là tử hình đối với lại cô Ngọc Tuyết này. Sau khi mà luật sư biện hộ không đưa ra được bất cứ một lập luận hợp lý nào để chống lại cáo buộc trên. Và cô này phải ngồi trong tù với một cái bản án tử hình treo lơ lửng ở trên đầu của mình như vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa quý mài chị em, từ lúc mà cô này nhận cái tội danh đó là tử hình vào tháng 7 năm 2012, thì khoảng tháng 6 tháng 7 năm 2015 thì tôi đến tại Malaysia và đến tại hội thánh Penang người Việt và gặp một cái cô mục sư ở tại hội thánh Penang. Và cô này nói với tôi rằng: mục sư ơi, có một trường hợp rất đặc biệt. Cái em này là một người Việt Nam mà vô tình dính vào trong một cái đường dây ma túy, đi từ Brazil, từ Nam Mỹ đó, đi về Penang, Malaysia để mà trở về Việt Nam. Thì trên cái đoạn đường đi như vậy, cô này chỉ nghĩ rằng là bạn của mình trả tiền du lịch cho mình như vậy thôi, chứ không có nghĩ đến cái chuyện buôn bán gì hết. Và thế là đã cầm nhầm cái vali có ma túy. Bây giờ mục sư với tôi, chúng ta sẽ vào trong tù để mà thăm cái cô này và làm chứng cho cô này tin Chúa cái đã. Rồi sau đó nếu phép lạ Chúa xảy ra thì cô này cũng sẽ được giải thoát. Nhưng mà trước mắt thì cô này bị tử hình rồi. Và thế là tôi cùng với cô mục sư này vào trong trại tù để mà thăm cô Ngọc Tuyết này. Thì chúng tôi chỉ có khoảng chừng tầm 15 phút thôi để mà nói chuyện với cô gái này. Qua một người luật sư ở tại Malaysia mà chúng tôi được vào trong tù, và tù phải nói là rất là nghiêm ngặt. Chúng tôi chỉ có 15 phút. Và tôi nói với cô mục sư này rằng là bây giờ chị có 7 phút, tôi có 7 phút để làm chứng và nói chuyện với cô gái này. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Ở đây là lần đầu tiên mà tôi giảng bài giảng 7 phút thôi. Và tôi nói với Chúa ơi, bây giờ con chỉ có đúng 7 phút để con nói về Chúa và cầu nguyện cho cô này tiếp nhận Chúa. Bởi vì cô này là người mang án tử. Nhưng mà tôi không biết rằng là cô này là cố tình hay là vô tình. Theo miệng của cô này nói ra là mình vô tình, mình không biết. Thì tôi vào trong đó tôi làm chứng. Và sau khi tôi nói về Chúa Giêsu thì tôi hỏi một lần nữa rằng là qua cái kính của tù đó quý vị, kính cường lực, thì cô này ngồi trong kia và tôi ở ngoài đây. Tôi nói rằng là bây giờ trước mặt Chúa em đã tin Chúa rồi đúng không? Em tin Chúa rồi. Thì bây giờ em hãy nói thật cho mục sư biết rằng là em là vô tình hay là cố tình. Bởi vì cái điều này chỉ có một mình mục sư với lại em biết thôi, và cô này biết thôi. Thì cô này nói với tôi rằng là dạ thưa mục sư, em hoàn toàn không biết ở trong đó có ma túy. Và em vừa nói vừa khóc. Và tôi nói rằng là nếu mà thật sự em là người vô tình không biết, thì mục sư sẽ cầu nguyện cho em, để Chúa Ngài sẽ can thiệp và Chúa Ngài sẽ giảm án cho em và em sẽ không chết. Với điều kiện đó là em cần phải đọc Cuốn Kinh Thánh và chúng tôi đưa Cuốn Kinh Thánh cho cô này. Và sau đó chúng tôi cầu nguyện, xin Chúa Ngài làm ơn và làm phép lạ để cô này không có phải chết. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là quán công bình, Ngài sẽ xét xử cho muôn dân. Tạ ơn Chúa rằng là sau khi mà tôi nói xong thì cô mục sư tiếp tục khích lệ gây dựng yên ủi cho cô này.
Sau đó thì tôi về Việt Nam và tôi hoàn toàn tôi không còn nhớ đến cái câu chuyện này nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa rằng là đến đầu năm 2016 thì phép lạ của Chúa xảy ra. Tức là sau khoảng chừng tầm nửa năm, hơn nửa năm khi mà tôi về lại Việt Nam thì tôi nghe cái thông tin đó là tòa án liên bang đã công bố phán quyết rằng tội danh buôn ma túy và án tử hình đã đưa ra trước đây cho Tuyết là không phù hợp. Và các thẩm phán nhất trí giảm tội danh của cô này xuống tàn trữ ma túy với mức án là 20 năm tù tính từ ngày bị bắt. Wow, cảm ơn Chúa. Và khi mà tòa án công bố cái tội danh là còn 20 năm tù, đối với cô này đã rú lên và khóc ngay tại chỗ. Và luật sư cũng như tòa án không hiểu tại sao chuyện gì xảy ra, tại vì đáng lẽ phải vui chứ, được giảm án phải vui. Nhưng mà cô này đã khóc, và qua cái người thông dịch đó, thì cái cô này đã nói rằng là cảm ơn Chúa, bởi vì chỉ có Chúa ngài mới can thiệp và giải cứu đời sống của em như thế. Và trong suốt thời gian mà em ngồi trong tù đọc lời của Chúa, em cầu nguyện với Chúa, thì phép lạ của Chúa đã xảy ra với bà Trang. 20 năm, tức là tính từ năm 2016 cho đến năm 2036 thì em sẽ được tha ra khỏi tù. Dù sao thì đó cũng là một cái ơn huệ mà Chúa dành cho em gái này. Cảm ơn Chúa. Thưa quý mài cho em, cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu ngài có một cái quyền năng rất là lớn. Ngài có thể đem chúng ta từ trong tù ra hưởng được may mắn, theo như lời của Thi Thiên, đúng không ạ? Chúa có thể đem một cái người đang bị trói buộc ở trong tội lỗi được ra ánh sáng và được xưng công chính ở trước mặt Ngài. Bởi vì cái ranh giới giữa sự vô tình và cố tình nó rất là mờ nhạt và mong manh. Không ai làm chứng cho tấm lòng và lương tâm con người được, đúng không ạ? Cho nên rằng là chỉ có Chúa ngài biết tấm lòng con người, và ngài sẽ can thiệp và Chúa ngài sẽ thay đổi số phận của chúng ta. Thưa quý mài chèm, buổi sáng nay tôi xin học lời của Chúa với quý mài chèm về một chủ đề, đó là Chúa Giêsu là giải pháp cho mọi nan đề của con người. Xin quý vị chúng ta mở ra với tôi ở trong sách Luca đoạn số 4 từ câu 40 cho đến 43. Luca đoạn 4 câu 40 cho đến 43, lời của Chúa chép rằng: khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói biết mình Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ. Một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Thưa quý mà cho em, lời của Chúa nói với chúng ta về một cuộc đời rất là phước hạnh và đầy quyền năng. Cuộc đời đó đã đem đến sự chữa lành cho vô số người xung quanh. Và cuộc đời đó là Jesus Christ. Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu ngài đi đâu, ngài ở đâu thì ngài cũng đều bày tỏ ra sự chữa lành từ trong tâm linh cho đến thể xác. Cuộc đời nào đã được nghe Chúa Giêsu ngài giảng, ngài cầu nguyện, ngài chúc phước cho, cuộc đời đó đều được biến đổi. Từ hèn hạ được trở nên giàu sang, từ có tội trở nên vô tội, từ thấp hèn trở nên công chính. Từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của Satan mà đến với Đức Chúa Trời. Tại Chúa ở đây Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu ngài có một lịch làm việc rất là dày đặc. Dù rằng là mặt trời đã lặn rồi, nhưng mà ai nấy có bất kỳ bệnh gì, đau ốm ở chỗ nào, thì khi mà Chúa Giêsu ngài đặt tay lên từng người thì phép lạ chữa lành của Chúa xảy ra. Và khi mà Chúa ngài cầu nguyện như vậy, cũng có nhiều quỷ nó ra khỏi nhiều người, và họ và chúng đã kêu lên rằng là ngài chính là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời. Quý mà cho em thấy rằng là ma quỷ nó có sự nhận biết. Dù rằng là chúng nó là những thế lực tối tăm, nhưng mà chúng nó vẫn là những thiên sứ sa ngã, có một sự nhận thức rất là rõ ai đang đứng ở trước mặt chúng. Có thể xung quanh Chúa Giêsu thời bây giờ nhiều người không nhận biết rằng Chúa Giêsu ngài là con Đức Chúa Trời, và ngài cũng chính là hiện thân của ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng mà ma quỷ nó nhận biết rất rõ. Quý vị có đồng ý với tôi rằng là có thể chúng ta có nhiều khi chúng ta không nhìn thấy được sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình. Nhất là khi nan đề bệnh tật, khi mà áp lực cuộc sống, khi mà nhiều cái bận rộn mới làm chúng ta bị giống như là quay cuồng ở trong cái nhịp điệu cuộc sống, chúng ta không nhìn thấy Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn ở đó với chúng ta. Cho dù chúng ta cảm thấy mình mệt mỏi, cảm thấy yếu đuối, cảm thấy mình không ra gì, mình cảm thấy mình hèn hạ, đáng khinh, thất bại trong công việc, nợ nần đầy đầu, mình cảm thấy mình kém giá trị, nhưng quý mài cho em ơi, quý vị vẫn có sự hiện diện của Chúa cho đời sống của mình. Đôi khi mình không hay, không biết. Và ma quỷ nó biết rõ Chúa Giêsu và sự hiện diện của Chúa ở đâu, ở trên bất cứ con người nào.
Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày mở mắt chúng ta ra để chúng ta có thể nhìn thấy được những gì ở trong thuộc linh. Như ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu ngài đến cầu nguyện cho ai thì bệnh tật được chữa lành và quỷ nó cũng lộ diện và nó la lên rằng là chính ngài là Đấng Christ con của trời. Cảm ơn Chúa. Khi có Chúa trong đời sống của chúng ta thì quỷ nó cũng sẽ nhận biết chúng ta là người thuộc về Chúa Giêsu Christ. Bệnh tật nó phải rời xa khỏi chúng ta. Amen. Con quý mài cho em. Khi con người của chúng ta bó tay thì Đức Chúa Trời ngài sẽ ra tay. Không có bệnh gì mà Chúa không thể chữa lành được. Tôi rất là vui và được khích lệ rất là nhiều khi mà nghe lời làm chứng của cô Phượng ở tại trong hội thánh của chúng ta. Trong tuần vừa rồi thì, xin lỗi, hai tuần vừa rồi thì cô đã làm chứng trước hội thánh rằng là cô đã được Chúa ngài chữa lành khỏi bệnh ung thư thời kỳ cuối, ung thư ngực thời kỳ cuối. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã thương xót và Chúa thay đổi bệnh tình của chúng ta. Có rất là nhiều bài hát thánh ca nói về sự chữa lành của Chúa, đúng không ạ? Ngay cả trong những bài thánh ca của CMA truyền thống cũng có nói về những cái lời bài hát nói là dưới bóng cánh Chúa có quyền năng chữa lành. Rất là nhiều những cái lời bài hát nói về sự chữa lành của Chúa. Dẫu rằng ngày hôm nay thì có nhiều quan điểm thần học khác nhau cho rằng là sự chữa lành của Chúa không còn xảy ra nữa. Chỉ có ở trong thời của Chúa Giêsu hoặc là trong thời của các sứ đồ mà thôi. Chứ còn trong thời hiện đại này thì phép lạ hầu như không còn nữa, tại vì Đức Chúa Trời ngài thay đổi ở trong cái công việc của ngài rồi. Họ nói rằng là Đức Chúa Trời ngài vẫn còn là bản tánh của Đức Chúa Trời, nhưng mà về công việc thì ngài thay đổi. Nhưng mà tôi thấy cái lập luận này cũng không có được chắc chắn cho lắm, bởi vì chúng ta phải hiểu một điều rằng là bản tánh và công việc nó luôn luôn đi đôi với nhau, đúng không ạ? Một người tốt thì sẽ luôn luôn làm những việc tốt, một người không tốt sẽ không bao giờ có thể làm được những việc tốt được. Cây nho nó sẽ sanh ra trái nho và cây vả nó sẽ sanh ra trái vả. Không bao giờ có chuyện đó là cây nho nó sanh ra trái vả hoặc là cây vả nó sanh ra trái nho cả. Đức Chúa Trời nếu ngài là đấng nhân từ, thiện lành và thành tín thì ngài sẽ bày tỏ ra những cái điều mà Chúa ngài có trong bản tánh của ngài. Và tại Chúa, hội thánh của chúng ta thấy được phép lạ chữa lành ung thư đó. Và tôi tin rằng đó chỉ là một cái sự khởi đầu mà thôi, quý mài cho em. Nguyện Chúa được vinh hiển qua tất cả những phép lạ đó. Amen. Không, quý mài cho em, chỉ có Chúa Giêsu là đấng chữa lành thôi. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho chúng ta mà thôi. Còn những tôi tới Chúa chỉ là những cái công cụ, những phương tiện để đem phước hạnh và sự chữa lành của Chúa đến cho chúng ta. Điều quan trọng đó là chúng ta cần phải có đức tin nơi Chúa. Bởi vì nếu không có đức tin thì chúng ta sẽ không thể nào có thể làm vừa lòng mục sư, đúng không? Nếu không có đức tin chúng ta sẽ không thể nào làm vừa lòng hội thánh, đúng không? Không. Nếu không có đức tin chúng ta sẽ không thể nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ làm vừa lòng Chúa, và khi Chúa vừa lòng rồi thì chúng ta sẽ được phước. Chúng tôi chỉ đóng vai trò là những cái công tắc mà thôi, quý mài cho em. Còn quyền năng là đến từ Đức Chúa Trời. Nó sẽ tuôn đổ xuống trên quý vị. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho lời của Chúa có thể đụng chạm đến quý mài cho em, để chúng ta nghe và chúng ta có thể đến thẳng với ngôi ơn phước Đức Chúa Trời. Chứ không phải quý vị chỉ nhìn thấy tôi mà thôi. Cảm ơn Chúa. Vào trong thời của Chúa Giêsu tại làng Kê-bê-đơm thì có rất là nhiều người mang bệnh tật, nhiều người không đủ tiền để trả cho thầy thuốc cho nên họ cứ phải cắn răng mà chịu đau đớn. Cũng có nhiều người mang những căn bệnh mà thầy thuốc thời bấy giờ cũng bó tay và không thể chữa được, như là bệnh phung cùi, câm điếc, bại liệt, sốt rét và nhiều người bị quỷ ám. Những bệnh nhân này sống ở trong sự đau đớn và người thân của họ cũng phải khốn khổ và buồn thảm vì cớ những bệnh tật đó. Rồi một ngày nọ Chúa Giêsu ngài đến và giảng tin lành tại đó. Và khi mà nhìn thấy Chúa giảng tin lành vừa đuổi quỷ và chữa lành bệnh sốt rét cho bà Gia-phi-rơ thì người dân thành Ca-pê-na-um biết rằng ngài không phải là một người giảng đạo thông thường, nhưng mà Chúa Giêsu là đấng tiên tri đến từ Đức Chúa Trời, vì đối với người Do Thái chỉ có tiên tri đến từ Đức Chúa Trời mới có khả năng làm những phép lạ mà thôi. Tôi nhìn thấy được ở trong Kinh Thánh có ít nhất là 5 lý do tại sao mà Đức Chúa Trời ngài khẳng định ý muốn của ngài là chữa lành cho dân sự của Chúa qua danh của Chúa Giêsu Christ. Lý do đầu tiên chúng ta nhìn thấy đó chính là Chúa Giêsu ngài đã chết trên thập giá để cất đi tội lỗi và bệnh tật của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 53 từ câu 4 cho đến câu số 5, lời của Chúa đã chép thế này: thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, để gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh vào đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Cảm ơn Chúa. Khi mà chúng ta đến với Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ nhận được sự tha tội và sự chữa lành của Chúa. Bởi vì cớ những bệnh tật của con người chúng ta,
Dù là quý mài cho em là giống dân gì, dân Việt Nam hay là dân Mỹ hay là dân châu Âu, dân nào đi chăng nữa, thì tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giêsu Christ Ngài gánh thay cho chúng ta. Ngài đã gánh thay tội lỗi và những sự rủa sả, bệnh tật của cả nhân loại này từ trong quá khứ cho đến thời tương lai. Và khi mà chúng ta hiểu điều này đó quý mài cho em, chúng ta sẽ thấy rằng bệnh của chúng ta đã được Chúa Ngài mang lấy rồi. Dẫu rằng cái cơ thể của chúng ta nó đụng vào nó còn đau đó, nó vẫn còn nhức đó, nó vẫn còn có những cái triệu chứng đó, nhưng mà quý mài cho em cần phải thực hành đức tin, đó là phải công bố ra rằng là Chúa Giêsu Ngài đã mang lấy bệnh tật của tôi rồi, và tôi không cần phải mang lấy những bệnh này nữa. Và chúng ta chỉ tiếp nhận mà thôi quý mài cho em, chúng ta tiếp nhận. Và sự chữa lành đã được Chúa Ngài hoàn tất ở trên thập tự giá cách đây hơn 2.000 năm về trước rồi, chứ không phải rằng là Chúa Ngài làm phép lạ chữa lành ở trong thời hiện tại mà thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu đã hoàn tất rồi, và bây giờ chúng ta chỉ đến để tiếp nhận. Và muốn tiếp nhận thì chúng ta cần phải có đức tin, cần phải có đức tin. Đó là lý do thứ nhất, Chúa Giêsu Ngài đã hoàn tất cho thập giá và chết thay cho bệnh tật và tội lỗi của chúng ta. Cho nên nếu quý vị không tin, quý vị không nhận thì không sao cả, nhưng mà chính chúng ta là người thiệt thòi nhất, đúng không quý ông bà chị em? Giả sử có ai đó nói rằng là tôi đã chuẩn bị một món quà cho anh chị em rồi, anh chị em chỉ cần đến cái chỗ đó đó, lúc mấy giờ đó, đến cái chỗ đó rồi nhận, có một người shipper người ta đứng chờ anh chị em ở đó, rồi anh chị em tới đó nhận mà thôi. Nhưng mà quý ông bà chị em nếu không tin, không rảnh để mà đi nhận, thì món quà đó nó vẫn cứ ở đó, và chúng ta sẽ không thể nhận được món quà đó. Cũng vậy, lời của Chúa nói rằng là tại thượng giá của Chúa Jesus Christ, tất cả mọi thứ đã được hoàn tất rồi. Quý vị muốn cần có sự chữa lành của Chúa, hãy đến và tiếp nhận. Cảm ơn Chúa rằng là trong tháng vừa qua có một người chị em, người này đang ăn nên làm ra, cách đây nhiều năm về trước thì thình lình bị ếm bùa. Và cái người mà ếm bùa cho người chị em này á, không phải là ai xa lạ, nhưng mà lại là một cái người thân ở trong gia đình. Bởi vì ghen tị với chị của mình cho nên là người thân đã ếm hại. Và khi mà ếm bùa như vậy đó, người chị em này không ăn không ngủ được, cứ đến chiều tối là mắt mở thao láo ra và không ngủ được cho tới sáng. Một ngày chỉ ngủ được một vài tiếng đồng hồ thôi chứ không được ngủ nhiều. Và hơn thế nữa là công ăn việc làm bắt đầu dần dần đi xuống. Từ một đại gia, người này chỉ còn có da bọc xương thôi. Bởi vì cớ công ăn việc làm vừa thất bại mà vừa nợ nữa. Và thế là người chị em này đã chạy đi khắp nơi để tìm kiếm sự giải cứu. Và người chị em nói rằng là, mục sư biết không, chị rất là sùng đạo Phật. Và chị đã đi khắp nơi gặp thầy, từ những ông sư gọi là tổng hội trưởng của giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi các sư sãi khác ở trong Phật giáo Việt Nam là không ai không biết chị hết. Nhưng mà khi mà gặp mấy ông sư đó, ủa, con cũng bệnh hả, thầy cũng bệnh đây. Tại mấy ông sư đó cũng bị ếm, có mấy ông sư cũng bị ếm luôn mà không có chữa được. Rồi chị bắt đầu bỏ tiền ra qua bên Tây Tạng để gặp ông Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nếu mà quý vị nào bên đạo Phật trước đây, quý vị biết rằng là Đức Đạt Lai Lạt Ma như là một hiện thân của Phật Tổ, Phật sống á. Và ông là một cái người có cái tầm ảnh hưởng trên giới Phật giáo của thế giới. Nhưng mà gặp ông đó xong rồi, ông đó cũng niệm Phật tụng kinh gì đó, rốt cuộc chị này cũng về Việt Nam mà không thấy hết. Chị không bỏ cuộc, qua bên Miến Điện để mà gặp thêm hai ông Tam Tạng sống ở bên đó. Tam Tạng sống tức là ở Việt Nam thì chưa có Tam Tạng, ở trong giới Phật giáo Việt Nam thì không có Tam Tạng, nhưng mà bên Miến Điện thì có. Và chị đã gặp hai ông Tam Tạng đó, tức là mấy ông đi đâu người ta rải hoa rải thảm ở dưới chân của ông, giống như là Phật sống rồi đó, người ta tin sùng lắm. Và rước hai ông Tam Tạng đó về Việt Nam rồi cũng cho ăn uống thoải mái vậy đó, cũng cầu nguyện chúc phước, nhưng mà bệnh cũng không hết. Qua Thái Lan gặp mấy ông thầy sư bên đó nổi tiếng Thái Lan luôn, cũng không hết. Chị này vừa tiền mất tật mang, bế tắc quá, tuyệt vọng quá, không biết làm sao hết. Thì một ngày kia buổi sáng đẹp trời nọ, chị này ngồi ở trong phòng khách nhà mình, bên cạnh có cái tivi kết nối internet, và lạ lùng lắm quý mà chị em, cái kênh Emmanuel TV của mục sư T.B. Joshua mà tôi lồng tiếng tôi dịch ở trong đó, nó tự nhiên xuất hiện cái clip đó là cầu nguyện chữa lành giải cứu. Chị thấy ồ, cầu nguyện chữa lành giải cứu đủ quỷ hay quá, mở lên nghe xem thế nào. Chị nghe xong chị thấy wow, người ta được đụng chạm, người ta ói mửa ra những cái quyền lực của ma quỷ, và chị cầu nguyện theo lời cầu nguyện của tiên tri T.B. Joshua. Chị cũng ói ra luôn ngay tại cái phòng khách của mình. Và sau khi cầu nguyện xong là chị cảm nhận con người của mình nó khỏe, nó nhẹ.
Và ông T.B. Wilson nói rằng là quý vị đã tin Chúa rồi thì quý vị cần phải đến hội thánh, nhà thờ để thờ phượng Chúa. Hãy tìm đến hội thánh gần nhà quý vị để mà thờ phượng Chúa. Chị mừng quá, chị ra ngoài nhà sách khám phá ở Phú Nhuận để mua một cuốn kinh thánh. Và khi mà chị mua cuốn kinh thánh để mà đi đến nhà thờ ở tại Phú Nhuận, tại gần nhà chị ở đó vào ngày Chủ nhật á, thì không những chị đem cuốn kinh thánh không, nhưng mà chị đem thêm một chồng sách kinh kệ của chị đó, cầm một đống kinh cùng với kinh thánh đến nhà thờ gặp ông mục sư, nói mục sư ơi, em đã tin Chúa rồi, bây giờ em muốn là bắt tay bằng nước để mà trở thành con cái Chúa thật. Ông mục sư ông nhìn thấy một đống kinh Phật, ông hết hồn, ông nói chị làm cái gì vậy? Đây là nhà thờ mà đem kinh quá chừng vô đây làm cái gì? Thì chị nói rằng dạ em không biết mục sư, bây giờ em phải làm sao? Và thế là mục sư ông hướng dẫn cho cầu nguyện, ăn năn cắt đứt tất cả những cái liên quan đến cái tôn giáo cũ. Và chị đốt hết, sạch hết tất cả những cái thứ đó. Cảm ơn Chúa, chị tin Chúa và chị được đổi đời. Và chị mừng quá, chị không biết mục sư Trương Tấn là ai hết. Chị gọi điện thoại người này kia, mục sư tổng quản nhiệm khắp nơi hết. Mấy ông mục sư trả lời, tôi đâu có biết ông Trương Tấn là ai. Xong cái, mà tại Chúa là chị gọi được ngay cái ông mục sư tổng quản nhiệm ở cũng gần hội thánh của chúng ta. Ông đã cho tôi cho số điện thoại của tôi. Chị gọi, chị mừng quá. Ồ, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư Trương Tấn. Bây giờ mới gọi được cho mục sư. Nhờ cái kinh đó đó mà chị được giải cứu, giải thoát. Và tôi nghe cái lời làm chứng của chị, tôi cảm ơn Chúa, bởi vì chị có Chúa ngài mới làm điều đó mà thôi quý mài chàng. Chúng ta không hề có công cạn gì hết, nhưng mà Chúa có thể sử dụng bất cứ một cái phương tiện gì, bất cứ một cái công cụ nào để có thể hoàn tất được sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người. Có nhiều người họ đang bơi, họ đang quơ quào, họ không biết được cái phao nào để cứu được linh hồn của họ, nhưng mà Chúa có thể sử dụng bất cứ một cái phao nào để cứu chính họ. Amen. Cảm ơn Chúa, nguyện sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa, Chúa còn có thể làm nhiều việc lạ lùng hơn nữa quý mài chị em. Lạ lùng lắm quý mài chị em. Có người thì trong thời Chúa Giêsu á, có người á, thì họ nhờ Chúa Giêsu cầu nguyện cho người thân của họ đang nằm ở tại nhà và thế là hết. Có người thì đem người thân của họ đến đặt ngay trước mặt Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu ngài nói rằng là hỡi con, tội lỗi con được tha, bệnh tật con được giải cứu, họ được hết. Có người thì Chúa Giêsu ngài phun nước bọt xuống đất rồi ngài hòa với bùn rồi ngài xức lên mắt của họ, thế là họ được chữa lành khỏi bị mù. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu ngài có vô vàn cách khác nhau để đem đến sự chữa lành cho mọi người tùy theo đức tin của họ. Đức tin của mọi người chúng ta, của con người chúng ta đó khác nhau quý mài chị em, không ai giống ai cả, đúng không ạ? Có người tin rằng là chỉ cần một sự cầu nguyện qua điện thoại thôi là tôi được chữa lành, và thế là họ được chữa lành. Có người nói rằng là không, mục sư phải đến nhà của em á, mục sư đặt tay sức dầu cho em á thì em mới được lành, thì Chúa ngài sẽ chữa lành cho họ tùy theo đức tin của họ. Có người thì nói rằng là không, mục sư bây giờ phải gọi là cầu nguyện cho em rồi kiêng ăn hiệp một rồi tư vấn cho em trong vòng bao nhiêu ngày đó thì cái công việc của em nó sẽ được giải cứu. Thì thật sự nếu mà họ tin thì Chúa ngài sẽ làm phép lạ như vậy. Cho nên rằng là nếu quý vị không được chữa lành theo một cách nào đó thì quý vị cũng đừng bao giờ thất vọng, bởi vì có Chúa ngài không trả lời cầu xin của chúng ta, nhưng có thể là Chúa ngài muốn dùng cái cách khác để chữa lành cho chúng ta. Có người chỉ cần rờ đến chôn áo của Chúa Giêsu thôi thì họ cũng được lành, nhưng mà có người thì họ không chịu rờ chôn áo, họ muốn là rờ cái tay của Chúa, hoặc là họ muốn Chúa Giêsu phải đặt tay trên đầu của họ để chúc phước cho họ. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa ngài luôn luôn thương xót những ai chạy đến với ngài. Rồi lý do thứ hai đó là Chúa Giêsu ngài đã đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Giăng nhất đoạn 3 câu 8 chép rằng là vả con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Bệnh tật đến từ ma quỷ. 90% những bệnh tật con người chúng ta đối diện ở trong thế giới ngày hôm nay là đến từ ma quỷ. Có những bệnh tật khác là do chúng ta bị tai nạn, hoặc là chúng ta bị một cái sự cố nào đó, do thay đổi thời tiết, hoặc là do chúng ta không có biết giữ gìn sức khỏe của chúng ta, hoặc là chúng ta thức khuya dậy sớm, chúng ta làm ăn lao khổ quá rồi sức khỏe chúng ta bị giảm sút, thì đó là những cái lý do khác. Nhưng mà đa phần những bệnh tật nan y ngày hôm nay mà thế giới không có thuốc chữa đều bắt nguồn từ thế giới tà linh ma quỷ gây ra. Cho nên Chúa Giêsu ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ, bằng chứng đó là ngài chữa lành cho bệnh tật con người. Nếu bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời thì có lẽ Chúa Giêsu ngài sẽ không chữa lành, đúng không ạ? Tại vì nếu mà Chúa đem đến bệnh tật để dạy cho con người, hoặc là khiến cho họ học một bài học nào đó, thì Chúa Giêsu sẽ không chữa đâu. Nếu mà Chúa Giêsu ngài chữa lành mà trái với ý muốn của Đức Chúa Trời đó, thì có lẽ Chúa Giêsu là người phản nghịch, cho nên Chúa Giêsu ngài sẽ không làm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đến để hủy phá công việc của ma quỷ.
Ngài chữa lành và đuổi quỷ, đó là cái công việc mà Chúa Giêsu Ngài làm đằng sau những bài giảng của Ngài. Như vậy thì những phép lạ chữa lành của Chúa xảy ra, những phép lạ xảy ra, đó là minh chứng rằng là Chúa là đấng muốn chúng ta được sống khỏe mạnh. Chúa muốn chúng ta được phước, được giàu có, được thành công. Có một trường hợp đó là một người chị em bị nghèo thiếu và nợ nần nhiều lắm. Và khi mà cầu nguyện thì quỷ lộ ra. Nó nói với ông mục sư đó rằng là con nhỏ này sau này nó giàu lắm, nhưng mà tao khiến cho nó phải như vậy đó, cho nó cái công việc nó bị trì hoãn như vậy đó. Ông mục sư nói tại sao mày lại trì hoãn như vậy? Tại vì tao không thích nó được giàu có, tao muốn nó trở thành đại gia. Và thế là đuổi cái quỷ ra và người chị em đó được giải cứu. Thưa quý mà chị em, có những khi mà quỷ nó bước vào trong một người, nó khiến cho người đó trở nên nghèo thiếu. Và nếu quý vị nhìn thấy được cái công ăn việc làm của mình mà nó cứ thất bát hoặc là xui xẻo, gặp những cái điềm gỡ, nhiều khi cái cơ hội nó ngon ăn nó trước mặt 100% như vậy đó mà mình với hái không tới. Đến nỗi mà người thế gian người ta nói rằng là bôn ba không qua thời vận. Thật ra thì Đức Chúa Trời không bao giờ định cái thời vận xui xẻo hoặc là xấu cho con người chúng ta cả, đúng không ạ? Mà nếu có thì chỉ có trong những trường hợp đó là Chúa Ngài muốn cho những Joseph của Chúa phải học được những bài học ở trong sự khó khăn và túng thiếu, để họ hạ mình hơn và họ được học nhiều kỹ năng hơn. Đến khi mà họ gặp cái cơ hội đó thì họ sẽ tỏa sáng ở trong ơn của Chúa. Chứ Chúa không bao giờ định một cái sự khó khăn để rồi chúng ta bị đè bẹp hoặc là bị tiêu diệt ở trong đó cả, quý mà chị. Cho nên cái trường hợp mà tôi nói đó là cái trường hợp ma quỷ nó làm cho người ta bị nghèo thiếu. Nếu quý vị nhìn thấy có những cái sự trục trặc trắc trở mà nó dường như mình không hiểu được tại sao, quý vị ơi, hãy cầu nguyện với Chúa xem có rằng là điều này đến từ Chúa hay là đến từ ma quỷ. Đôi khi ma quỷ nó khiến chúng ta bị nghèo thiếu, cái mình hallelujah cảm ơn Chúa, Chúa tuyệt vời quá, Chúa khiến cho con nghèo thiếu, nhưng mà quỷ nó đứng nó cười hà hà, nó nói ngu, tao làm ra mày nghèo thiếu nợ nần đầy đầu mà nó cảm ơn Chúa. Quý mà chị mời, chúng ta đừng có lẫn lộn như vậy. Đừng có lẫn lộn như vậy. Đúng không ạ? Kẻ thù đánh chúng ta te tua tơi tả như vậy, mình cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa. Nhưng chúng ta có thể cảm ơn Chúa như thế này: cảm ơn Chúa bởi vì con biết rằng Chúa ở cùng với con, Ngài không bao giờ bỏ con trong hoàn cảnh này hết. Và con tin rằng là con sẽ được phước, được giàu có, được thịnh vượng. Ý muốn của Chúa là muốn cho con được giàu có, được thịnh vượng, chứ không phải nợ nần. Có thể chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng mà sau này con sẽ được phước. Đừng bao giờ chấp nhận cái điều đó ở trên đời sống của chúng ta. Người thế gian người ta cũng nói rằng là không ai giàu ba họ mà khó ba đời cả, quý vị. Người thế gian không có Chúa mà họ còn có nuôi hy vọng như vậy, tức là muốn được giải thoát ra khỏi những cái sự khó khăn túng thiếu. Thế tại sao chúng ta là người có Chúa chúng ta không được quyền hy vọng? Tôi tin rằng là trong Chúa, người giàu có vẫn có một sự yêu mến Chúa và vẫn có một cái tầm mức thuộc linh nhất định. Tôi tin rằng là người mà kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, có một cái tầm mức thuộc linh ổn định, người đó vẫn có thể được giàu ở trong Chúa. Có một số quan điểm cho rằng là con cái Chúa chỉ nên giàu có trên trời thôi, chứ không có nên giàu có dưới đất này. Tôi đồng ý rằng là trong vương quốc của Chúa, không phải tất cả mọi người đều là triệu phú, không phải tất cả mọi người đều là tỷ phú cả. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người không ai được trở nên giàu có và tỷ phú. Tôi đã từng đến hội thánh của ông tiên tri T.B. Yusua ở bên Nigeria. Và tôi nhìn thấy cái hội thánh của ông lớn khủng khiếp, quý mà cho em. Mỗi tuần lễ là có hơn cả 30.000 người đến đó để thờ phượng Chúa. Hội thánh của ông hoành tráng, tráng lệ vô cùng. Và tôi ước lượng cái tổng tài sản của hội thánh của ông á là khoảng chừng tầm 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Nó lớn khủng khiếp. Và chỉ đó là một cái hội thánh lớn, còn bên cạnh á là một cái vùng đất khác nữa là mấy trăm tỷ nữa. Và ông giàu hơn cả tổng thống Nigeria nữa, quý vị. Và tôi khám phá rằng là lúc ban đầu ông chỉ là một mục sư chỉ hầu vị Chúa với 8 người mà thôi. Nhưng mà Chúa làm lạ lùng lắm, là Chúa khiến cho có những người họ nghèo khổ, đói rách. Tại châu Phi mà quý vị, đâu phải là vùng đất giàu có đâu. Những người nợ nần, nghèo khổ, đói rách, Chúa khiến cho những người đó trở nên những đại gia, triệu phú, tỷ phú. Và khi mà những người đó giàu có, họ dâng hiến cho tôi tớ của Chúa. Có những người bị bệnh mà bác sĩ chê bó tay đó quý vị, người ghẻ lửa lỡ rồi, bệnh chàm, bệnh ung thư, ôi đủ kiểu hết, nếu quý vị xem ở trên mạng quý vị thấy. Thì những người đó được chữa lành xong thì thay vì cái tiền mà họ đóng cho bác sĩ hoặc là đóng cho bệnh viện đó, thì họ dâng hiến cho hội thánh của Chúa. Thì tiền tỷ nó bắt đầu nó đổ dồn vào trong hội thánh, và hội thánh bắt đầu từ một cái lều trại quý vị trở thành một thánh lớn. Không phải là ông kêu gọi mọi người, nhưng mà mọi người được cảm động bởi vì cớ họ nhìn thấy Chúa trong đời sống ông. Mà ơn của Chúa trên ông như vậy khiến cho ông bị ganh ghét.
Có những mục sư khác cũng nói, ủa tôi cũng hầu vị Chúa trước ông TB Sua này mà tôi hội thánh tôi nhỏ xíu à. Tôi cũng còn người tiếng lạ, tôi cũng chữa lành mà không ai dâng hiến tôi mà dâng hiến cho ông đó. Thế là ông TB Sua bị người khác nói vu và ghen ghét, ghen tị. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ông không có nhìn vào trong như đó để mà nản lòng, nhưng mà ông vẫn tiếp tục ông hầu vị Chúa. Và khi mà tôi gặp ông thì ông cũng sức dầu cầu nguyện cho tôi. Và ông nói rằng là hãy đem cái sự sức dầu này trở về Việt Nam để nhiều người sẽ được chữa lành, nhiều người sẽ được phước. Và khi mà tôi cầu nguyện với Chúa thì trong những ngày này Chúa nhắc cho tôi nhớ về cái điều mà ông đã làm. Hiện nay thì ông đã về với Chúa rồi. Nhưng mà tôi nhớ rằng là ông đã nói rằng hãy đem phước hạnh của Chúa cho dân sự của Chúa. Và những phước hạnh đó, trong những phước hạnh đó, đó là sẽ có những người tỷ phú được Chúa ngài dấy lên. Tôi nói trong sự khiêm nhường của Chúa rằng là Chúa ngài có thể thay đổi chúng ta. Rất là nhanh quý mà chứ em. Quý vị có tin rằng là sau này mình sẽ là người được phước giàu có không? Không phải chúng ta tham tiền. Nhưng mà Chúa nói rằng là phước hạnh và sự lương sâu của Chúa sẽ theo chúng ta đúng không ạ? Hay là chúng ta theo nó? Nó sẽ theo chúng ta đúng không ạ? Quý vị để ý đi, người tin Chúa chúng ta đã bước vào trong một cái cây xăng mà vắng người á, mình vừa mới mở nắp xăng ra chưa kịp đổ xăng là có khách nó vô cái cây xăng đó. Cái quán vắng khách ế như vậy đó, bước vào chưa kịp ăn hết là thấy là quán đầy nhóc người trong đó. Đấy, đấy là phước hạnh đấy quý vị. Có thể trong bóp mình không có nhiều tiền nhưng mà mình đến đâu nơi đó phước hạnh. Tôi tin rằng là trong hội thánh của Chúa sẽ có những tỷ phú, những đại gia Chúa dấy lên. Cách đây chưa được một năm thì tôi lướt Facebook, tôi tình cờ tôi nhìn thấy có một em thanh niên. Trước đây tin Chúa mà cũng bằng tuổi với em gái tôi. Lúc đó thì em chưa có gia đình thì khó khăn lắm, làm đủ nghề đủ kiểu để mà sống. Cũng thậm chí là cũng không có tiền để mà học tiếng Anh mà em gái tôi dạy vài trăm ngàn cũng không có để mà học nữa. Khó khăn vô cùng. Một thời gian tôi không có liên lạc với em này và em này vẫn cứ tiếp tục tin Chúa, phục vụ Chúa. Tạ ơn Chúa, mới gần đây tôi phát hiện ra rằng là em này đã trở thành một giám đốc của một cái công ty âm nhạc ở gần ngay Gò Vấp. Tôi hết hồn, tôi cảm ơn Chúa. Lạ quá, chưa được 10 năm. Người thanh niên nó từ một người không có gì mà bây giờ trở thành một đại gia như vậy. Dĩ nhiên em không phải là một triệu phú nhưng mà em tổ chức những sự kiện âm nhạc rất là tuyệt vời. Thưa quý mà cho em, Chúa có thể thay đổi thân phận chúng ta rất là nhanh. Tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện có thật ở trong Cựu Ước. Đó là có một đám dân 3 triệu người đi lang thang ở trong đồng vắng. Trong 40 năm đám dân đó không có một xu ở trong túi, không có tài khoản ngân hàng gì hết. Đám dân đó là đám dân phá sản, đúng không? Không có nhà cửa, không có cái ruộng vườn gì hết đó. Đi lòng vòng trong đồng vắng, 3 triệu người không có tài sản gì hết. Nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn, khi họ bước chân vào trong xứ hứa, họ đã được phước của Chúa đến nỗi mà sau đó họ đã xây một cái đền thờ nguy nga tráng lệ, đến nỗi mà tất cả thế giới thì bây giờ họ đã kéo đến để mà xem cái đền thờ đó được xây dựng như thế nào. Thậm chí là nữ hoàng Sheba, là nữ hoàng Nam Phương, đã đến để tận mắt chiêm ngưỡng được cái đền đài, cái cung điện và thậm chí đền thờ mà người Do Thái xây nên. Và trong thời của Salomon thì vàng bạc như là sỏi đá ngoài đường, không hề thiếu. Quý mà cho em thấy không ạ? Chúa có thể khiến cho những con người không có gì trở thành dư dật ở trong danh của Chúa Giêsu. Trong thời của David thì có 400 người đi theo ông, phục vụ ông. Và họ cứ đi lang thang ở trong đồng vắng chạy trốn từ ngày này qua ngày kia khỏi vua Saul. Và cái thánh nói rằng là 400 người đó đều là những người khốn khổ và nợ nần. Nhưng mà chỉ sau mười mấy năm thôi thì Chúa ban ơn cho David để ông trở thành vua và 400 người đi theo ông đó trở thành những đại gia và trở thành những bộ trưởng. Quý vị thấy không? Chúa có thể thay đổi chúng ta rất là nhanh. Tôi không nói điều này để cho quý vị tham hoặc là mơ mộng giống như là những cái công ty tài chánh ở ngoài người ta hứa hẹn với quý vị. Không. Chúng ta đang học cách để chúng ta sống bởi đức tin. Người công bình sống bởi đức tin. Hãy tin vào trong tương lai của lời Chúa đem đến cho chúng ta, chứ đừng tin vào lời của con người. Lời con người có thể hôm nay họ nói thế này nhưng mà qua ngày sau họ nói thế khác à. Mà bây giờ tôi thấy rằng là những ai mà chúng ta gửi ngân hàng, gửi tiền trong ngân hàng ở tại Mỹ đó, chúng ta rất là lo. Tại vì trong đầu tháng vừa rồi đó là có ít nhất là 3 ngân hàng lớn ở tại Mỹ đã phá sản. Ở tại California, những ngân hàng lớn mà hàng đầu thế giới, hàng đầu của Mỹ bị phá sản. Cho nên nếu mà chúng ta mà tin vào trong cái lời hứa hẹn của những ngân hàng và công ty tài chính đó, là chúng ta cũng cần phải cân nhắc và cầu nguyện với Chúa. Đây Chúa, chỉ có Chúa là được bảo đảm cho tương lai tài chánh của con mà thôi. Khi Chúa ban phước cho, quý vị sẽ trở thành những con người được phước. Có một người chị em nói với tôi rằng lạ lắm, mục sư, sau khi mục sư cầu nguyện Chúa phước cho em trở thành đại gia đó,
là Chúa cho em cái sự khôn ngoan để qua ngày hôm sau em bắt đầu biết cách để làm việc. Chúa ngài đem ân huệ đến để cho em gặp được những người ở trong cái giới làm ăn đó. Và em không phải thụ động đó, ô em là người được phước, em ngồi đó em chờ sung rụng. Không, nhưng mà Chúa bắt đầu Chúa dẫn dắt em, cho em có cách và cầu nguyện để chiếm xứ theo như lời của Chúa. Quý vị thấy không ạ? Chúc phước để giàu có nó khác so với lại cái sự giàu có mà chúng ta nghĩ theo cách thụ động. Khi chúng ta được chúc phước, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan của Chúa để chúng ta biết cách để làm việc. Và khi chúng ta làm việc thì ơn huệ của Chúa sẽ đến với chúng ta. Một trong những nguyên tắc để chúng ta được trở nên giàu có trong Chúa đó là chúng ta cần phải siêng năng làm việc, quý vị. Phải siêng năng làm việc. Chúa không thể nào ban phước cho một người làm biếng. Chúa không thể ban phước cho một người mà không có kế hoạch hoặc là không có sự khôn ngoan. Cho nên quý bà chị em, nếu có lời hứa về sự giàu có thịnh vượng ở trong Chúa, quý vị ơi, cái điều đầu tiên quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có đó là chúng ta cần phải cầu xin Chúa cho mình có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan của Chúa sẽ mở tâm trí chúng ta ra, chúng ta sẽ thấy được cái tầm nhìn, thấy được cái kế hoạch, thấy được đường đi nước bước, thấy được cách mà mình giải quyết cái công việc như thế nào. Nó giống như là một cái máy chiếu ở trước mặt chúng ta để chúng ta nhìn thấy được rằng là tôi phải gặp cái người đó, tôi phải đến cái chỗ kia, tôi phải đưa ra giá bao nhiêu. Đó là cái sự sức giàu của Chúa trên đời sống quyên mài chị em. Nó khác với cái việc đó là chúng ta cứ nằm suốt ngày ở nhà lướt Facebook rồi chúng ta cứ coi cái này cái kia. Ồ sao 12 giờ rồi mà chưa có thấy phước tới Chúa. Rồi xong cái rồi tới tối rồi ngày này qua ngày nọ chờ hoài không thấy phước đâu hết. Không, đó không phải là cách mà chúng ta được giàu có, quý vị. Chúng ta cần phải đi ra và cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con phải làm gì, con phải làm sao, xin Chúa dẫn dắt con. Tôi cũng có nhiều cái lời mời gọi để đi làm việc, nhưng mà tôi nói với những anh chị em mà mời tôi làm việc đó, không phải là tôi chê, không phải là tôi coi thường quý vị, nhưng mà tôi nhận biết được Chúa kêu gọi tôi như thế nào. Tôi là tôi tớ của Chúa, tôi là người Lê Vi, tôi không có đi làm ở ngoài thế gian được, nhưng tôi có thể tư vấn và tôi cầu nguyện chúc phước cho anh chị em là những người đi làm việc kinh doanh ở ngoài thế gian. Và khi quý vị được phước, tôi tin chắc rằng Chúa cũng sẽ ban phước cho tôi. Tôi không thể làm kinh doanh như quý vị được, tôi không thể nào mà tôi làm việc như người thế gian được. Tại vì nếu mà tôi đến đó, quý vị sẽ bị phá sản, quý vị sẽ không thể được phước được. Tại vì sao? Tôi không đến đúng chỗ, cái chỗ của tôi là ở đây, ở trong nhà của Chúa. Và khi mà tôi cầu nguyện chúc phước, tôi tư vấn ở trong ơn của Chúa thì quý vị được phước. Mỗi người chúng ta đều có một vị trí, và quan trọng nhất chúng ta cần biết vị trí của chúng ta như thế nào. Dạ, cảm ơn Chúa, chúng ta cần có nhau đúng không ạ? Dạ, người Lê Vi mà không có 11 chi phái kia thì cũng không thể sống được. Mà 11 chi phái kia mà không có người Lê Vi thì sao? Cũng không thể nào được phước qua sự thờ phượng Chúa được. Cho nên mỗi người chúng ta hãy nhận biết sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình. Chúa muốn chúng ta được phước. Amen. Hãy cầu xin ân huệ của Chúa, ngài đưa dắt chúng ta và nâng chúng ta lên. Có những người họ đến với cuộc đời của chúng ta, quý vị, không phải là vô tình hoặc là vô cớ đâu. Đôi khi đó là những cuộc gặp lịch sử để thay đổi thân phận của chúng ta sau này. Như Joseph khi mà ông ở trong tù, ông tình cờ được Chúa ngài sắp xếp sao ở chung phòng với lại hai cái ông tử tội. Tại hai ông đó là chuẩn bị tử hình rồi. Hai ông quan thượng thiện với lại ông quan tử chánh. Nhưng mà cùng một lúc, cùng một đêm, hai ông đó mơ thấy giấc chiêm bao. Sáng hôm sau thấy cái mặt của hai ông đó một đống như vậy thì Joseph hỏi, ủa chuyện gì xảy ra vậy? Hai ông đó nói rằng là chúng tôi có một cái giấc chiêm bao, không hiểu tại sao hết. Thế là Joseph đã giúp đỡ giải nghĩa chiêm bao cho hai ông đó. Một ông thì được tha ra, một ông thì bị chém đầu. Và thiệt, cái điều đó xảy ra đúng như vậy quý mài chém. Và khi mà được tha ra thì cái ông quan tủ chánh đó nhớ rằng là ngày trước có một người tên là Joseph. Bây giờ người đó có thể giúp cho vua để có thể hiểu được cái chiêm bao đó. Quý mài chị em ơi, đừng coi thường những người mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Có thể hôm nay họ là người bình thường, họ là tử tội giống như là quan tủ chánh. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì họ trở thành những người quan chức cấp cao đấy. Có thể hôm nay mình thấy một người nợ nần như vậy đó, nhưng mà qua vài năm thôi người đó trở thành đại gia hoặc tỷ phú sao? Tại sao có amen đúng không quý mài chị em? Chúa có thể làm những điều rất là lạ lùng. Trong thời của ECT, khi mà dân Juda bị cái án gọi là tử hình, cả một dân tộc sẽ bị tử hình và sẽ bị tiêu diệt hết bởi vì cớ mà Naaman ghen tị. Và thế là ECT cùng với Mạc Đô Chê và cũng cả dân Juda đã kiên ăn cầu nguyện trong 3 ngày, 3 đêm như vậy. Thì trong cái đêm quyết định đó quý vị, Chúa khiến cho cái ông vua Siru đó không ngủ được. Ông nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, và thế là ông nói,
bây giờ mình vô thư viện mình đọc cái sách gì đó để cho nó buồn ngủ, dễ ngủ. Và Chúa khiến sao ông lấy cái cuốn sách mà lịch sử ghi về những công trạng của ông Mạc Đô Chê và cũng như là của người Giu-đa đó. Ông đọc đến, wow, cái người này là ngày xưa là đã từng lập công với chính phủ, bây giờ mình phải khen thưởng cho ông này chứ. Thế là Chúa ngài khiến cho ông Si-ru, ông thăng chức cho Mạc Đô Chê lên và cả dân Giu-đa sau đó đã được tha tội. Quý vị thấy không ạ? Trong cái đêm quyết định đó quý vị, Chúa khiến cho có một người họ có thể giúp cho quý vị thay đổi được thân phận quý vị. Ồ, cái bài giảng này có vẻ nó hơi cao trên trời quá đúng không? Tôi thấy quý vị cứ hả? Thật sự đây là những lời từ trời. Và đây là lời của Đức Chúa Trời đến từ trời, không phải đến từ tôi, cho nên là ai biết được có những Mạc Đô Chê, có những ECT đang ngồi trước mặt tôi hoặc là coi qua màn hình. Quý vị ơi, lời của Chúa có thể thay đổi lạ lùng lắm quý vị. Lạ lùng lắm quý vị. Cho nên hãy tin lời của Chúa, hãy tin cậy lời của Chúa. Rồi lý do thứ ba chúng ta nhìn thấy được tại sao Đức Chúa Trời là muốn chữa lành. Đó là Chúa Giêsu đã chữa lành trước đây và cho đến ngày hôm nay Ngài vẫn không hề thay đổi. Hebrew đoạn 13 câu 8 chép rằng là Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành, Ngài vẫn đang chữa lành và Ngài sẽ tiếp tục chữa lành. Đó là một chân lý không hề thay đổi của Kinh Thánh. Lý do thứ tư, đó chính là Chúa Giêsu đã chữa lành bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh và ngày nay cũng chính Đức Thánh Linh đó đang làm phép lạ xuyên qua hội thánh của Chúa. Đức Thánh Linh không hề thay đổi ở trong bản tánh và công việc của Ngài. Tôi đã đọc Kinh Thánh và tôi thấy câu Kinh Thánh cuối cùng ở trong Kinh Thánh là chép như thế này về quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin quý vị xem với tôi ở trong sách Khải Huyền đoạn số 22 câu số 17. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: "Hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống, cách nhưng không." Lời của Đức Thánh Linh Ngài kêu gọi mọi người rằng là chúng ta hãy đến và nhận lấy nước sự sống, tức là ơn phước, sự chữa lành, quyền năng, những phép lạ của Chúa ở trong dòng sông đời sống của Chúa. Kinh Thánh không kết thúc rằng là bây giờ cái dòng sông đời sống này đã chấm dứt và không cần phải đến với Chúa quyền năng nữa. Quý vị thấy không ạ? Đây là một lời mời gọi để cho chúng ta thấy rằng là tín hiệu của Đức Chúa Trời đó là chứ không phải là như thế này. Đúng không ạ? Chúa không có làm như thế này, nhưng mà Chúa Ngài kêu gọi chúng ta đến với Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh không kết thúc với một sự chấm dứt của những dấu kỳ phép lạ quyền năng ơn phước của Chúa, nhưng mà là một lời mời gọi để chúng ta bước đến với Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta. Lý do thứ năm, đó là Chúa Giêsu Ngài truyền lệnh cho tất cả các môn đồ của Ngài, bao gồm chúng ta ngày hôm nay, phải nhân danh Ngài để đặt tay chữa lành cho kẻ đau. Ở trong Mác đoạn số 16 câu 17 cho đến 18 chép rằng là kẻ nào tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay cho kẻ đau sẽ được lành. Đó chính là lời truyền lệnh của Chúa Giêsu dành cho không những cho các sứ đồ nhưng mà là cho các tín đồ, trong đó có chúng ta. Như vậy thì không phải chỉ một sứ đặt tay, nhưng mà các tín đồ, những người tin nơi Chúa, Kinh Thánh nói rằng là hễ ai tin, tức là bất cứ ai, ai tin đều có những phép lạ dấu kỳ đó. Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy được nước thiên đàng của Chúa bày tỏ ra. Cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời. Hội thánh của chúng ta có đấng chữa lành siêu nhiên. Tôi thấy hội thánh nào mà bước đi trong ân tứ quyền năng Thánh Linh của Chúa, có sự chữa lành của Chúa xảy ra thì những hội thánh đó luôn luôn đông người quý mài cha. Không có hội thánh nào mà có phép lạ chữa lành xảy ra mà hội thánh đó chỉ lèo tèo và bả người hết. Nhưng mà hội thánh nào có phép lạ của Chúa xảy ra luôn luôn đông và thậm chí là không có đủ chỗ nữa quý vị. Không phải là mục sư đó chữa lành, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta chữa lành cho tất cả mọi người. Amen. Điều chúng ta làm đó là chúng ta bước đi bởi đức tin. Bước đi bởi đức tin. Và tấm lòng động cơ của chúng ta phải trong sạch thì Chúa Ngài mới có thể sử dụng và tin dùng chúng ta như là một công cụ để đem đến sự chữa lành cho mọi người. Có một tôi tới Chúa được đầy ơn chữa lành. Đã nói rằng là ông chữa lành cho bệnh năng y rất là nhiều. Nhưng mà ai mà dâng hiến cho ông mà nói rằng là bây giờ mục sư cầu nguyện chữa lành cho em thì cái người đó không bao giờ được hết hết. Và tại vì ông nói rằng là tiền bạc nó sẽ làm ngăn trở quyền năng của Chúa. Nhưng có thể dâng hiến trong sự biết ơn, dâng hiến ở trong sự yêu mến Chúa. Chứ đừng dâng hiến là để cho ông mục sư đó cầu nguyện cho mình hết bệnh hoặc là hết năng đề. Tại vì tiền bạc không giải quyết được bệnh tật quý mà cho em. Tiền bạc không giải quyết được năng đề của con người. Tiền bạc nó chỉ là phương tiện để chúng ta bày tỏ ra tấm lòng yêu mến Chúa và biết ơn Ngài. Cho nên hội thánh của Chúa cũng vậy.
chúng ta không trông đợi người ta trả tiền để chúng ta cầu nguyện chữa lành cho họ, nhưng chúng ta trông đợi phước hạnh của Chúa, ân huệ của Chúa sẽ đến trên dân sự của Chúa. Và khi quý vị được chữa lành, quý vị được phước, quý vị trở thành những đại gia, những con người trở thành nguồn phước cho những người xung quanh, quý vị ơi, hãy nhớ biết ơn Chúa. Hãy nhớ biết ơn Chúa. Đừng rời bỏ hội thánh địa phương. Đừng rời bỏ hội thánh địa phương, nhưng mà hãy trung tín ở lại hội thánh địa phương đó. Tại sao tôi lại nói này quý mài cho em? Tại vì tôi đã thấy có người được Chúa ban phước cho 10 tỷ, bán đất xong 10 tỷ xong cái là bỏ hội thánh không nhóm nữa. Tôi nói mới 10 tỷ mà vậy đó. Nếu mà Chúa cho 100 tỷ hoặc là 1000 tỷ sau này thì sao? Quý vị ơi, chúng ta cần phải trung tín với Chúa. Trung tín với Chúa. Nếu có gặp khó khăn gì thì hãy nhờ một sư tôi tới Chúa tại địa phương để giúp đỡ chúng ta. Đừng nói cảm ơn Chúa, Chúa tuyệt vời quá, tao bây giờ Chúa đi đường Chúa, con đi đường con. Buồn lắm quý mà chị em. Xin Chúa cho chúng ta có sự trung tín. Bởi vì nếu Chúa cho quý vị 10 tỷ hay là 100 tỷ, Chúa còn có thể cho nhiều hơn, đúng không ạ? Cái người 1000 tỷ rồi, người ta vẫn còn muốn mình có 1500 tỷ, đúng không ạ? Đâu có bao giờ là giàu đến mức mà ai nói thôi tiền đến là tôi không thích. Không có. Có thì muốn thêm, đúng không ạ? Thêm đến chi quý vị? Tiền nhiều đó làm gì? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông nói rằng là tiền nhiều đó làm gì? Chắc không? Chắc là dân hiến ơn Chúa không ạ? Tôi đã từng cầu nguyện cho một người bán căn nhà đó 15 tỷ. Nhưng mà 15 tỷ không được. Đến lúc mà người ta mua cái giá là 13 tỷ. Mà trước khi mà bán được đó quý vị, nói rằng một sự yên tâm, em sẽ dâng hiến 1/10 cho Hội Thánh. Nói chắc nịch luôn. Cảm ơn Chúa bán được 13 tỷ. Bán xong không thấy dâng đâu hết. Lúc đó thì tôi không có trách người này, tôi cũng không bao giờ tôi trách. Nhưng mà tôi học được một điều, đó là trước khi chúng ta được phước đó quý vị, chúng ta phải học trung tín từ trong những việc nhỏ. Nếu chúng ta dâng hiến cho Chúa mà chúng ta không có lòng tiếc đó quý vị, Chúa sẽ ban chúng ta nhiều hơn. Có người tôi thấy dâng hiến 100 ngàn cho Chúa mà tiếc đó quý vị. Tôi nói rằng 100 ngàn mà tiếc thì sau này Chúa làm sao Chúa cho được 100 triệu được, đúng không ạ? 100 tỷ làm sao Chúa cho được. Mà bản thân tôi ngày xưa cũng đã từng như vậy đó. Nhiều khi mình thiếu, mình dâng 100 ngàn cái mình cũng thấy xót xót sao. Nhiều khi ông mục sư cũng kêu gọi dâng hiến cái mình rút bóp ra, mình rút thấy nó kẹt kẹt, nó cứng cứng ở đây á. Thậm chí là có khi tôi ngồi trong nhà thờ đó, ở trong nhà thờ truyền thống thì người ta đem cái vợt đi qua từng dãy ghế để mà thu tiền dâng. Thì lúc đó tôi là thanh thiếu niên mà, hôm đó tôi không có tiền, nhưng mà tại vì sĩ diện cái người bạn bên cạnh mình dâng thì mình phải rút bóp ra chứ. Nhưng mà cái người kia chú khiến sao đi nhanh quá, đi lướt qua cái dãy ghế của tôi, thế là tôi bỏ bóp vô lại, tôi thở phào. Không, bây giờ tôi không còn như vậy nữa, cho nên tôi làm chứng như vậy để quý vị thấy rằng là thực tế có chứ không phải là không. Đôi khi chúng ta tiếc với Chúa từng đồng từng cắt, mà trong khi đó mình cầu nguyện Chúa ơi, xin Chúa mở trời của ngài ra để đổ phước xuống cho con. Nhưng mà Chúa nói sao con dâng hiến cho ta mà từng giống như là nước mà nó giọt nó nhỏ không xuống nữa, nhỏ như giọt cà phê vậy đó. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy rằng là tâm lòng của chúng ta nên mở rộng với Chúa, thì Chúa ngài sẽ đông đầy phước hạnh của ngài cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ bỏ cuộc cả quý mà chị em. Bởi vì đường lên đỉnh núi thành công vinh quang luôn luôn có nhiều trắc trở. Nếu quý vị leo núi, quý vị cảm thấy mệt, quý vị buông tay rất là dễ, đúng không ạ? Nhưng mà để trụ lại ở trong ơn của Chúa, trong sự kêu gọi của Chúa, tiếp tục leo lên đó, nó mệt lắm quý mài chàng. Và khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi trong thuộc linh của chúng ta, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình đi sai hướng. Nhưng mà hãy nhớ rằng là khi chúng ta chọn đứng cùng phía với Chúa, chúng ta làm cái việc mà Chúa gọi chúng ta làm, thì luôn luôn có một cái sự kháng cự của ma quỷ. Nó không muốn chúng ta leo lên và không được phước, mà nó sẽ tìm cách để đạp chúng ta xuống. Quý vị ơi, đừng bao giờ buông tay với Chúa. Nhưng hãy nói với Chúa, Chúa ơi, con mệt quá rồi, nhưng mà xin Chúa hãy nâng đỡ con lên. Ân huệ tình yêu của Chúa nâng đỡ con lên, để con gặp được đúng người, gặp được đúng công việc, con gặp được đúng quý nhân phù trợ của con. Khi có Chúa, Chúa sẽ đem quý nhân phù trợ đến cho quý vị. Amen. Chú quý vị nghĩ làm sao mà một tên thanh niên 17 tuổi tên là Joseph từ một cái người chăn chiên trở thành một thủ tướng được, nếu không gặp những quý nhân phù trợ như là Potiphar hoặc là quan tủ chánh thượng thiện, đúng không ạ? Quý vị cần phải gặp những con người như vậy để quý vị thấy được cái thiên mệnh của mình,
như thế nào trong ơn của Chúa. Amen. Tôi đang nói chuyện với những đại gia tương lai. Mới tuần vừa rồi thì khi mà tôi cầu nguyện cho một nhóm người, tôi cầu nguyện, đang khi tôi cầu nguyện như vậy tôi thấy tiền đô quá chừng luôn. Tôi nói, mục sư nhìn thấy tiền đô nhiều lắm, chắc là trong nhóm tụi em có ai đó được tiền. Mọi người amen. Không vui nhưng mà cũng amen, cũng cảm ơn Chúa, khích lệ. Một tuần sau tôi hỏi rằng là tuần vừa rồi mục sư thấy tiền đô như vậy, không biết trong nhóm mình có ai được được phước về tiền bạc không? Mọi người nói, dạ có mục sư. Em gái của em nó trả cho 11 triệu. Tôi nói, ô cảm ơn Chúa. Người khác nói rằng là, ô có người trong gia đình của em cũng cho em 200 euro, tức là khoảng chừng tầm 5 triệu Việt Nam. Có người khác nói, ô cảm ơn Chúa mục sư, em nhận được 100 triệu tiền để mà xây dựng điểm nhóm chỗ nhà em. Ô tôi cảm ơn Chúa. Hallelujah, bởi vì Chúa ngài thấy trước được tương lai của chúng ta, quý mày chị em. Không phải là tôi, nhưng mà Chúa đem đến khải tượng đó. Có người cũng đến hỏi mục sư cầu nguyện cho em xem Chúa thấy cái gì trong đời sống em. Tôi nói, ủa tôi đâu có phải là Chúa đâu. Cái điện thoại này nếu không ai gọi đến nó đâu có rang chuông đúng không? Tự nhiên không ai gọi nó đổ chuông là mệt lắm đó. Tôi không phải là thầy bói, tôi cũng không phải là cái người mà giống như là những thầy bói phù thủy có chuyện gì đến hỏi. Nhưng mà nếu quý vị lắng nghe, nếu chúng ta có việc khẩn cấp thì quý vị có thể cầu hỏi Chúa, và tôi cầu hỏi Chúa, quý vị Chúa sẽ bày tỏ chắc chắn như vậy. Có những việc quan trọng, đại sự của quốc gia, hoặc là có việc lớn gì đó, quý vị có thể cầu hỏi Chúa. Cầu hỏi Chúa không được nữa thì quý vị có thể gặp tôi tớ của Chúa. Chúa sẽ có cách để trả lời cho chúng ta. Có những người có thương vụ làm ăn lớn hỏi mục sư cái đồ đó đồ thiệt cái đồ giả. Tôi nói, chàng ơi, người ta cất cái tuốt trong kia làm sao tôi biết đâu mà tôi trả lời với quý vị là đồ thiệt đồ giả. Quý vị là người mua bán, quý vị còn không biết đồ thiệt cái đồ giả sao hỏi tôi. Không, mục sư bây giờ quan trọng lắm mục sư, cái việc này là liên hệ đến sinh mệnh, đến nhiều người nữa. Nhiều tiền lớn lắm bây giờ mà không biết đồ thiệt cái đồ giả là chết cả lũ hết. Thế là tôi nói, dạ được, cái này thì được, tôi cầu nguyện với Chúa. Rồi hẹn ngày tôi trả lời cho. Tôi cầu nguyện với Chúa, một ngày không thấy phép lạ, không thấy Chúa trả lời hết. Nhưng qua ngày thứ hai bắt đầu Chúa nói đồ giả đó con. Đồ giả đó, mà thậm chí người giữ cũng không biết đồ giả đồ thiệt nữa. Thế là nguyên một đám nói, cái đồ giả, mấy kìm hết hồn luôn. Nói là tại sao mà biết? Thì mục sư tôi tới Chúa hỏi Chúa nói rằng là đó là đồ giả. Quý mà cho em thấy không ạ? Con người có thể lừa gạt chúng ta được, nhưng mà không thể gạt được Chúa quý mà chứ. Cho nên tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho hội thánh của Chúa sẽ là một cái ống dẫn để đem đến câu trả lời, đem đến giải pháp cho mọi nan đề của những người xung quanh. Và hãy nhớ rằng là Chúa là đấng là nguồn phước hạnh. Amen. Và chúng ta chỉ là ống dẫn của sự phước hạnh mà thôi. Amen. Tôi không phải là câu trả lời cho tất cả mọi nan đề của quý vị, nhưng mà Chúa chính là câu trả lời cho mọi nan đề của chúng ta. Hãy trông đợi Chúa, hãy trông đợi Chúa. Và nếu có nan đề nào quá khó, hãy đến với Chúa cá nhân trước, rồi sau đó mới đến gặp tôi tớ của Chúa. Amen không? Tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Nếu mà quý vị có những cái nan đề nào đó mà dường như mình không giải quyết nổi, quý vị ơi, có thể tôi không giải quyết được, thì quý vị có thể đến gặp một sư tổng quan nhiệm ở trong hội thánh để chúng ta cùng nhau tiếp sức cho nhau, để chúng ta đi đến đích đến trong cái cuộc hành trình đầy ơn phước của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu quý vị nào có bệnh tật ốm đau ở trong ngày hôm nay, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy kêu cầu danh Chúa Giêsu Christ, bởi vì trong danh của ngài có quyền năng để đem đến sự chữa lành khải phóng cho chúng ta. Amen. Có thể bác sĩ nói là bệnh này mãn tính rồi, bệnh này là lâu năm rồi, hết thuốc chữa rồi, nhưng mà quý vị ơi, Chúa vẫn có cách để chữa lành chúng ta. Đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ buông tay, nhưng mà hãy cố gắng để nắm giữ sợi dây đức tin. Amen. Ma quỷ muốn đạp chúng ta xuống, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài muốn nâng chúng ta lên quý vị. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ thất vọng. Bởi vì Chúa Giêsu là nguồn hy vọng sống cho mọi chúng ta. Chúa Giêsu là đấng giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Không nan đề nào là quá khó cho Chúa, và không có điều nào hạn chế được quyền năng của Chúa Giêsu một khi mà Chúa đã muốn thực hiện. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 chép rằng là hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc mà ngươi chưa từng biết. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 cho đến câu 9 chép rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa sẽ được mở.
Quý vị ơi, hãy đến với Chúa với tất cả tấm lòng tin cậy của mình. Có người nói tại sao mà mục sư Tấn cầu nguyện cho người kia được phước, được chữa lành, được giải cứu, sao mà chúng tôi ở đây không được chữa lành, không được giải cứu. Tôi cũng thắc mắc như vậy. Tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, sao mà có nhiều người ở những vùng xa, người ta con cầu nguyện cho họ được chữa lành, được giải cứu hay vậy, mà tại sao gần đây mà nhiều người không được? Thì Chúa nói với tôi rằng là tại vì con cầu nguyện cho những tín đồ đó, họ có hộ khẩu ở tại Nazareth. Quý vị biết không, Chúa Giêsu làm phép lạ nhiều nơi lắm, nhưng mà riêng ở tại Nazareth đó, khi mà Chúa về Nazareth thì người ta không được lành, không được, tại vì người ta không có lòng tin. Quý vị ơi, nếu mà tín đồ nào mà có hộ khẩu ở tại Nazareth, quý vị ơi, ngày mai đi làm giấy đổi hộ khẩu qua Jerusalem hoặc là qua Galilee nha quý vị nghe. Đừng có hộ khẩu ở tại Nazareth. Nếu quý vị đọc kỹ ở trong sách các vua hoặc là trong sách Sử Ký đó, quý vị thấy rằng là có những vị vua rất là kính sợ Chúa, tin kính Chúa là bởi vì cớ có người mẹ sinh ra tại Jerusalem. Đúng không ạ? Không có một vị vua nào có mẹ là người Nazareth hết. Nhưng mà có một cái điều nó quái oăm, đó là Chúa Giêsu lại là người Nazareth. Giêsu ở Nazareth, đúng không ạ? Tức là Chúa ngài rất thương chúng ta quý vị. Chúa rất thương những người vô tín. Nhưng mà đôi khi đó, những người vô tín đó, họ không thấy được cái quyền năng của Chúa. Nhưng mà Chúa cũng không bỏ những sự của ngài. Quý vị ơi, hãy thay đổi tầm nhìn của chúng ta, thay đổi tất cả những quan điểm thần học của chúng ta. Đừng giới hạn đi của trời của chúng ta quý vị. Có thể chúng tôi chỉ là người bằng xương bằng thịt, hộ khẩu của thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng mà chúng tôi có một hộ khẩu ở trên trời, Đức Chúa Trời quyền năng. Cho nên nếu quý vị nào chỉ nhìn thấy cái xác thịt này thì đúng rồi, đó là quyền của quý vị. Nhưng quý vị ơi, tôi ao ước rằng quý vị sẽ nhìn thấy xa hơn nữa, đó là chúng ta có một vị vua đầy quyền năng, hộ khẩu của chúng ta trên trời. Amen. Chúa Giêsu có thể làm được tất cả mọi thứ. Hãy hy vọng quý mài cho em, hy vọng với đức tin ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa nói rằng là có điều gì quá khó cho ta chăng? Chúa đã dựng nên trời, đất, tất cả mọi thứ trên đời này chúng ta nhìn thấy đều là do tay Chúa dựng nên. Tiền bạc đối với Chúa không là nghĩa lý gì hết. Vàng là của ta, bạc là của ta. Đất và muôn vật trên đất đều thuộc về Đức Giê-hô-va hết. Cầu nguyện và hết lòng tan vỡ trước mặt Chúa, chắc chắn Chúa sẽ giải quyết tất cả những nan đề của chúng ta. Có những vị vua họ bị bệnh ung thư bất trị, như là vua Ê-xê-chia khi mà nghe Ê-sai nói rằng là ngươi sẽ sống không còn bao lâu đâu. Ông quay tường, ông khóc với Chúa, khóc như là một đứa trẻ. Và thế là Chúa đã thay đổi và Chúa chữa lành cho ông. Chúa khiến cho ông sống thêm 15 năm nữa. Có những người nợ nần như là những người đi theo David. Nhưng mà chỉ sau mười mấy năm thôi, họ được giải quyết nợ và họ trở thành những bộ trưởng, những dũng tướng cho David. Cho nên quý vị ơi, đừng bao giờ buông bỏ hy vọng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, hãy nói với chính mình rằng là Chúa khiến cho kẻ nghèo hèn này được trở nên giàu sang. Sự hiện từ của Chúa khiến cho con được trở nên sang trọng. Tôi là người được phước của Chúa. Tôi được chữa lành bởi ơn của Chúa. Chúa không bao giờ bỏ tôi. Tôi không xứng đáng. Nhưng mà bởi ơn điển của Chúa, tôi được thương xót. Tôi là một người giàu có, được phước của Chúa. Nguồn phước là Giêsu Christ đang ở trong tôi. Mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa Giêsu. Và mọi phước hạnh của thiên đàng đều thuộc về tôi. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin mời quý vị cùng nhấn lên và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc lời của Chúa trong buổi sáng này. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con. Ngài là đấng quyền năng, là đấng chữa lành, là đấng giải cứu, là đấng giải quyết tất cả mọi nan đề cho cuộc đời của chúng con. Từ trong tâm linh cho đến thể xác của chúng con, Chúa ơi, có nhiều cuộc đời chúng con phải đau khổ trong bệnh tật, chúng con phải đau khổ trong những sự rủa xả, những cái nan đề mà ma quỷ gây ra. Chúng con dường như là bị bế tắc và không có lối thoát, nhưng mà chúng con tin rằng ở trong danh của Chúa Jesus Christ có một quyền năng, có một sức mạnh để đem đến sự chữa lành chúng con, có quyền năng ở trong danh của Ngài để đem đến sự giải cứu cho thân thể chúng con, có quyền năng ở trong danh của Ngài để đuổi quỷ là những kẻ gây ra những sự nghèo thiếu, gây ra những bệnh tật, gây ra những sự rủa xả, gây ra những sự ngu dốt, gây ra những sự nợ nần ở trong đời sống của chúng con. Trong danh của Chúa Jesus Christ, ma quỷ nó phải lùi ra khỏi đời sống của chúng con giờ phút này. Tất cả những kẻ gây ra những sự rối rắm ở trong cuộc đời chúng con đến từ thế giới tối tăm của ma quỷ, nó phải lùi ra khỏi chúng con ngay giờ này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa Giêsu, Ngài là đấng có thẩm quyền ở trên bệnh tật, xin Chúa Ngài phán một lời thì linh hồn chúng con sẽ được lành bệnh. Xin Chúa Ngài phán một lời thôi thì chúng con sẽ được chữa lành. Xin Ngài phán một lời thôi chúng con sẽ được thay đổi và được giải cứu, Chúa ơi. Xin Chúa phán một lời thì chúng con sẽ được trở nên giàu có, được thịnh vượng. Cảm ơn Chúa bởi vì mọi quyết định trên đời sống của chúng con đều thuộc về Ngài.
Ngài đã có quyền để thay đổi chúng con. Xin Chúa thay đổi tấm lòng của chúng con trước hết Chúa ơi, để chúng con yêu mến Chúa và mở rộng tấm lòng của chúng con ra với Ngài. Chúng con sẽ không còn có một thái độ bất kính hoặc là tham lam ở trước mặt Chúa nữa. Nhưng xin Chúa thay đổi chúng con, để chúng con trở thành những ống dẫn trong sạch thánh khiết của Chúa, xứng đáng để được ngồi ở trên vị trí phước hạnh mà Chúa đặt để cho đời sống của chúng con. Xin cho chúng con bước đi trong sự khiêm nhường hạ mình, trong sự vâng phục và trong sự hiệp một với Chúa và với hội thánh của Chúa, để sau này khi chúng con trở thành những Joseph của Chúa rồi, chúng con vẫn luôn tôn cao Đức Chúa Trời qua mọi công việc của chúng con. Chúng con vẫn luôn nhớ đến Ngài, biết ơn Ngài và chúng con vẫn yêu mến Chúa và đi theo Ngài cho đến cuối cùng. Lạy Chúa, không có điều gì trên thế gian này có thể thay đổi được tấm lòng và thái độ của chúng con với Chúa. Không có tiền bạc, không có danh lợi quyền nào có thể thay đổi tấm lòng yêu mến Chúa của chúng con. Xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa, trân quý Ngài và thờ phượng Ngài mãi mãi không thôi. Để cuộc đời của chúng con sẽ luôn luôn là cuộc đời được gắn chặt ở trong gốc nho của chúng con là Chúa Giêsu. Vì sự sống của chúng con, phước hạnh của chúng con, ân điển của chúng con đều nằm ở trong danh của Ngài. Xin cho chúng con luôn quý trọng những gì Chúa ban cho chúng con, để chúng con có thể sống làm đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người xung quanh chúng con. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển qua tất cả những công việc của Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển qua lời của Chúa buổi sáng nay. Nguyện Chúa được vinh hiển qua tối tới của Chúa là một sư tổng ấn nhiệm tại đây Chúa ơi, để danh của Ngài sẽ được đồn ra, được nhiều người biết đến, và Việt Nam của chúng con sẽ được phước ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Xuyên qua thánh của Chúa mà nhiều người sẽ được chữa lành, được giải cứu, và quỷ sẽ bị đuổi ra khỏi những con người tìm đến danh của Chúa ở tàu thánh này. Nguyện Chúa được tôn cao qua mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa ban ơn và sức dầu trên đầu chúng con, trên mong nguyện và trên tấm lòng của chúng con. Xin Chúa sức dầu trên bàn tay của quý mài cho em con, những người đang giơ tay lên ở trước mặt Ngài giờ phút này. Xin Chúa Ngài đoái xem họ, xin Chúa chữa lành cho họ. Xin Chúa Ngài cho họ được đặc ân của Ngài, có ân huệ của Chúa ở trong lời ăn tiếng nói, ở trong công việc hàng ngày của họ, ở trong sự giảng dạy của họ, ở trong những công việc mà họ làm cho Chúa và cũng cho gia đình của mình. Xin tình yêu, ân điển và sự sót của Chúa, quyền năng của Ngài sẽ luôn ở cùng với quý mài cho em con. Mọi việc mà tay chúng con làm sẽ được thành vượng, được thành công, được giàu có, bởi vì Chúa Ngài muốn ban phước cho chúng con. Còn cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài không hề thay đổi, Ngài vẫn đang tiếp tục làm ơn cho chúng con cho đến ngày hôm nay, và sẽ làm ơn cho đến cuối cùng cho những ai hết lòng kính sợ Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.